em kìa, cái chỗ đẹp không chụp chứ chụp cái gì đâu không rồi này. Anh chị em chụp cái này nhớ cứ để tốc độ cao cao lên trước luôn. Nó cứ tăng lên đến khi nào mà tốc độ nó cao lên vừa vừa khoảng 200 em đỡ được. Woo-hoo-hoo-hoo!